Trong quá trình sử dụng iPhone, chắc hẳn bạn sẽ gặp vấn đề bộ nhớ khác chiếm dụng rất nhiều dung lượng, làm cho iPhone của bạn không có nhiều dung lượng trống để lưu trữ dữ liệu. Vậy bộ nhớ khác là gì? Bộ nhớ khác trên iPhone bao gồm bất kỳ thứ gì mà Apple chưa sắp xếp vào một trong các danh mục được chỉ định. Có thể là bộ nhớ đệm ứng dụng, các file tạm sinh ra trong quá trình sử dụng, vân vân. Để dọn dẹp dung lượng bộ nhớ khác và tăng tốc iPhone của mình, hãy cùng làm theo thủ thuật mẹo hay iOS và Android hướng dẫn trong video này nhé. Để kiểm tra dung lượng bộ nhớ khác trên iPhone, mở cài đặt, chọn phần cài đặt chung, chọn tiếp phần dung lượng iPhone. Trong phần dung lượng iPhone, vuốt xuống dưới cùng sẽ thấy dung lượng bộ nhớ khác. Như trong video thì iPhone của mình có dung lượng bộ nhớ khác là khoảng 3,8 GB. Giờ ta sẽ thực hiện vài bước để xem có xóa được bất dung lượng bộ nhớ khác này không. Trở lại phần cài đặt, vuốt xuống tìm đến trình duyệt Safari, chọn vào đó. Trong phần cài đặt của trình duyệt Safari, vuốt xuống dưới bạn sẽ thấy dòng chữ màu xanh xóa lịch sử và dữ liệu trang web này. Dung lượng bộ nhớ khác của iPhone đa phần sẽ đến từ những dữ liệu của trình duyệt Safari. Nếu bạn nhấn vào đây, tất cả các dữ liệu duyệt web trên trình duyệt Safari của bạn từ trước đến giờ sẽ bị xóa sạch, bao gồm cả những mật khẩu bạn đã lưu trên trình duyệt. Bạn hãy lưu ý kỹ trước khi nhấn vào xóa dữ liệu trình duyệt. Nếu bạn không muốn xóa hết tất cả dữ liệu trình duyệt web, bạn có thể chọn xóa dữ liệu của các trang web riêng biệt bằng cách vuốt xuống dưới cùng, chọn vào phần nâng cao, chọn tiếp vào dữ liệu trang web. Lúc này dữ liệu các trang web mà bạn đã truy cập bằng Safari đều xuất hiện tại đây. Cạnh bên tên trang web là dung lượng dữ liệu được sắp xếp từ cao xuống thấp. Để xóa dữ liệu duyệt web của trang web nào, bạn chỉ cần vuốt ngón tay sang trái, chọn vào chữ xóa là xong. Cách xóa trang web thủ công này sẽ hạn chế được việc bạn xóa nhầm dữ liệu của những trang web quan trọng. Cách xóa dung lượng bộ nhớ khác tiếp theo là thực hiện trên ứng dụng Facebook. Đầu tiên mở ứng dụng Facebook lên, chọn vào phần menu, vuốt xuống dưới chọn cài đặt và quyền riêng tư, chọn tiếp vào cài đặt. Ở màn hình cài đặt và quyền riêng tư, vuốt tìm đến dòng trình duyệt, chọn vào đây. Ở phần dữ liệu lướt xem, chọn vào nút xóa. Điều này sẽ xóa các bộ nhớ đệm và bộ nhớ cache khi bạn sử dụng trình duyệt trên Facebook truy cập vào các trang web, giúp giải phóng dung lượng bộ nhớ khác trên iPhone. Thủ thuật xóa dung lượng bộ nhớ khác tiếp theo ta thực hiện với App Store. Đầu tiên mở App Store ra, bạn tìm một ứng dụng hoặc game có dung lượng rất nặng. Ví dụ ở đây ta chọn game Asphalt 9. Tiếp theo chọn và tải về iPhone, đợi cho iPhone xử lý và hiển thị biểu tượng đang tải về thì ta nhấn và chọn dừng không tải về nữa. Tại sao lại làm như vậy? Có thể hiểu đơn giản thế này, khi iPhone của bạn có dung lượng bộ nhớ còn ít và dung lượng bộ nhớ khác chiếm dụng cao. Khi bạn thực hiện việc tải ứng dụng hay game trên App Store về, iPhone sẽ tự động dọn dẹp bộ nhớ, loại bỏ những bộ nhớ đệm không cần thiết để có đủ dung lượng tải ứng dụng về. Việc chọn ứng dụng hay game dung lượng cao là nhằm đánh lừa iPhone rằng chúng ta chuẩn bị tải về ứng dụng rất nặng cần bộ nhớ nhiều, làm cho iPhone sẽ tự động dọn dẹp các bộ nhớ đệm không cần thiết trước khi tải về ứng dụng. Bước iPhone xóa bộ nhớ đệm không cần thiết là bước xử lý ngay trước khi ứng dụng bắt đầu tải về. Khi ứng dụng đã bắt đầu tải về iPhone thì ta bấm dừng lại là xong. Cách tiếp theo để giải phóng bộ nhớ khác là xóa các hình ảnh và video trong thư mục đã xóa gần đây. Mặc định của iPhone khi bạn xóa ảnh hay video sẽ vẫn còn lưu lại trong thư mục đã xóa gần đây. Điều này giúp bạn tránh được rủi ro xóa nhầm dữ liệu. Sau 30 ngày, các file này mới bị xóa vĩnh viễn. Để giải phóng bộ nhớ không cần thiết này, ta vào thư viện ảnh, chọn qua phần album, vuốt xuống dưới cùng chọn album đã xóa gần đây. Nếu cẩn thận, bạn hãy kiểm tra lại một lần nữa xem những file này có còn cần thiết không. Nếu không, chọn vào xóa tất cả để giải phóng bớt bộ nhớ iPhone. Cuối cùng ta sẽ vào quản lý tập tin trên iPhone, dọn dẹp các file tải về. Trong quá trình sử dụng iPhone, bạn sẽ có tải về các file dữ liệu khác nhau. Lâu ngày các file này rất nhiều gây ra tình trạng giảm bộ nhớ. Để dọn dẹp các file này, mở ứng dụng tệp ra, duyệt đến phân vùng trên iPhone, chọn vào thư mục tải về. Lúc này bạn hãy lựa chọn các file nào không cần thiết nữa để xóa đi. Chú ý các file nén .zip hay .ra vì đó sẽ không được iPhone sắp xếp vào danh mục nào, nên khả năng cao các file nén là nguồn gốc của bộ nhớ khác tăng cao trên iPhone. Chọn xong rồi thì nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa khỏi iPhone. Sau khi đã thực hiện xong các bước thực hiện để giảm dung lượng bộ nhớ khác của iPhone, hãy vào kiểm tra lại xem dung lượng bộ nhớ khác có được cải thiện không nào. Như đã thấy thì dung lượng bộ nhớ khác trên iPhone của mình chỉ còn khoảng 0,7 GB, ít hơn nhiều so với khoảng 3,8 GB lúc đầu.
nếu iPhone của bạn gặp vấn đề với bộ nhớ khác tăng cao, hãy thử làm theo các thủ thuật để khắc phục nhé. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.